Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tổ chức phát động thi đua cao điểm đoàn kết hiệp đồng lập công tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào Campuchia lần thứ nhất năm 2023 đến toàn thể cán bộ chiến sĩ khối cơ quan Bộ Chỉ huy. Đợt thi đua cao điểm kéo dài trong một tháng với chủ đề trọng tâm 30 ngày đêm đoàn kết hiệp đồng lập công tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào Campuchia lần thứ nhất năm 2023. Trong đó 100% cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ nhất. Qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào Campuchia. Làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt phục vụ giao lưu với phương châm đồng bộ, chú đáo, toàn diện, đầy đủ, thường xuyên gần gũi động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn gian khổ, bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ giao lưu, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng đảm bảo an ninh an toàn cho mọi hoạt động giao lưu, quan tâm bảo đảm đời sống vật chất tinh thần sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức chặt chẽ toàn diện công tác chuẩn bị phục vụ giao lưu của cơ quan đơn vị, nhất là hệ thống văn kiện, công tác đảm bảo mọi trang bị kỹ thuật, lực lượng tham gia phục vụ với quyết tâm cao nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.